Anh chị và các bạn muốn cập nhật những cái thông tin mới nhất và chính xác nhất về các dự án bất động sản hay cơ sở hạ tầng, chỉ cần nhấn like, chia sẻ và theo dõi cho kênh Cine nhé. I'll wait to see your golden smile, feel of a thousand kisses. Oh, please stay a while. I'll reach up to hold your sunlit face. Feels like a handful of silk now. I'm in your warm embrace. Dự án Metro Star tọa lạc tại mặt tiền tuyến đường song hành xa lộ Hà Nội, nay là đường Võ Nguyên Giáp, thành phố Thủ Đức, do công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Metro Star, thành viên tập đoàn City Group làm chủ đầu tư. Metro Star được xây dựng trên khu đất có diện tích 18.337 m², bao gồm 2 tòa tháp cao 30 tầng, 1.600 căn hộ và 76 căn shophouse. Trước đây, dự án này có tên gọi là dự án khu cao ốc văn phòng và nhà ở cao tầng, do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công trình giao thông Công Chánh, thành viên của tổng công ty cấp nước Sài Gòn, trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sawako làm chủ đầu tư, được Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt năm 2008. Đến năm 2015, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công trình giao thông Công Chánh thực hiện cổ phần hóa, chuyển đổi thành công ty cổ phần công trình giao thông Công Chánh. Tháng 10 năm 2016, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận chuyển nhượng dự án từ công ty công trình giao thông Công Chánh sang công ty trách nhiệm hữu hạn ngôi nhà thân yêu iHome, tiền thân của công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Metro Star làm chủ đầu tư. Và năm 2018, dự án Metro Star chính thức được giới thiệu cho khách hàng. Vậy vấn đề của dự án Metro Star này là gì? Trước tiên chúng ta hãy cùng tìm hiểu bộ pháp lý của dự án này nhé. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CV634124 cấp ngày 15 tháng 6 năm 2020, giấy phép xây dựng số 73 trên QĐ SSD PTN cấp ngày 14 tháng 7 năm 2008, chấp thuận chuyển nhượng dự án tại quyết định số 5268 QĐ UBND ngày 7 tháng 10 năm 2016, quyết định phê duyệt và điều chỉnh cục bộ 1/2000 số 5147 QĐ UBND của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 19 tháng 11 năm 2018 cho phép xây dựng 30 tầng, quyết định phê duyệt chỉ tiêu quy hoạch 1/500 số 2709 ngày 11 tháng 6 năm 2019 của Sở Quy hoạch Kiến trúc ghi rõ 30 tầng, 1.468 căn hộ, thẩm định phòng cháy chữa cháy ngày 31 tháng 10 năm 2019, phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở tại quyết định số 1757 trên QĐ UBND ngày 8 tháng 5 năm 2019 ghi rõ 30 tầng và 1.468 căn hộ. Tuy nhiên, bộ pháp lý trên là được cấp năm 2019 trước khi luật đầu tư 2020 có hiệu lực. Do luật đầu tư 2020 có hiệu lực, công ty Metro Star thực hiện điều chỉnh phù hợp với quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, điều chỉnh và nộp hoàn toàn đầy đủ tất cả hồ sơ cập nhật lại chủ trương đầu tư dự án theo quy định của luật đầu tư và nghị định số 31/2021 NDCP. Tuy nhiên, cho đến nay dự án vẫn chưa được chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư. Trong động thái mới nhất, văn bản kết luận kiểm toán nhà nước đã xem xét giải trình và thống nhất không xác định lại giá trị quyền sử dụng đất của khu đất số 360 xa lộ Hà Nội khi xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa. Theo như những gì mà Cine đã xem được trên các trang mạng xã hội thì hiện tại dự án đã hoàn thiện về pháp lý và dự kiến sẽ được triển khai lại vào tháng 11 năm 2023. Tuy nhiên cho đến nay thì Cine vẫn chưa được cập nhật những cái thông tin về pháp lý đã hoàn thiện đó. Dự án Metro Star là sản phẩm ra đời bởi sự hợp tác của City Group và tập đoàn Soi Building Singapore. Vị trí của dự án nằm tại 360 Võ Nguyên Giáp, xa lộ Hà Nội cũ, phường Phước Long A, thành phố Thủ Đức. Chủ đầu tư là tập đoàn Soi Build Singapore và City Group. Đơn vị thiết kế là Axis Singapore. Tổng thầu xây dựng, công ty đầu tư xây dựng Thuận Việt. Với diện tích đất là 18.337,5 m², diện tích sàn xây dựng là 70.493,52 m², mật độ xây dựng là 55%, với quy mô bao gồm 2 tòa tháp căn hộ cao 30 tầng và 2 tầng hầm có thiết kế khối tháp hình ngôi sao 3 cánh, với tổng số sản phẩm là 1.600 căn bao gồm 2 tầng thương mại phức hợp. Dự án được chính thức mở bán vào năm 2018. Vào giai đoạn này thì thị trường bất động sản của thành phố Hồ Chí Minh phải nói là rất tốt, do tiền rẻ dồi dào, lãi suất thấp, chính phủ bơm tiền để kích cầu nền kinh tế, cho nên tất cả các dự án bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh có khả năng hấp thụ cực kỳ tốt.
và Metro Star cũng không ngoại lệ. Rổ hàng hấp thụ hơn 50%, giá khởi điểm thấp nhất rơi vào 40 triệu một mét vuông. Và từ 2018 đến nay, chủ đầu tư mở bán nhiều đợt tiếp theo, nhưng hiện số sản phẩm tiêu thụ Cine chưa có nguồn thống kê. Và hiện nay, các căn hộ tại Metro Star đang được rao bán trong tầm giá từ 68 đến 72 triệu đồng một mét vuông. Trong khi đó, các dự án nằm cùng khu vực nhưng đã đưa vào sử dụng như Centum Wealth khoảng 42 triệu đồng một mét vuông, La Vita Charm khoảng 43 triệu đồng một mét vuông, La Vita Garden khoảng 35 triệu đồng một mét vuông, Sài Gòn Gateway khoảng 32 triệu đồng một mét vuông. Chưa biết giá sẽ tăng tới đâu sau khi tuyến Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên được vận hành. Chỉ biết rằng sau 5 năm chào bán, tiến độ của Metro Star vẫn đang rất y ạch. Và theo ghi nhận mới nhất thì dự án cũng chỉ mới lên được tầng 2 và chưa có dấu hiệu thi công trở lại. Mới đây nhất, nhân ngày kỷ niệm 18 năm, chủ đầu tư ký kết với 10 đại lý để chuẩn bị bán những căn còn lại vào tháng 11 năm 2023. Để biết chủ đầu tư uy tín như thế nào, chúng ta hãy cùng review những cái dự án mà CTG đã làm nhé. Tập đoàn City Group, tiền thân là công ty thương mại Sài Gòn, được thành lập vào năm 1992. Sau đó đổi tên thành công ty cổ phần tập đoàn City Group, được thành lập ngày 14 tháng 4 năm 2009 tại thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 7 năm 2020, doanh nghiệp này cũng đã đổi tên từ công ty cổ phần tập đoàn City sang công ty cổ phần tập đoàn Chính Trực. Ngày 21 tháng 3 năm 2022, City Group đã thay đổi tên công ty từ công ty cổ phần tập đoàn Chính Trực thành công ty cổ phần tập đoàn City Group. Đây là lần thứ hai City Group thay đổi tên chỉ trong vòng 3 năm. Hiện ở thành phố Hồ Chí Minh, City có 4 dự án nổi bật. Dự án Lemon Luxury Apartment, đây là dự án có vị trí rất đắc địa ngay trung tâm thành phố khi tọa lạc tại 117 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3. Dự án thứ hai là City Plaza Nguyên Hồng, tọa lạc ở số 18 Nguyên Hồng. Dự án được giới thiệu khởi công tháng 9 năm 2010, nhưng đến nay vẫn chỉ dừng lại ở tầng số 5. Dự án thứ ba là City Plaza Minh Châu, tọa lạc tại 369 Lê Văn Sĩ, phường 12, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là dự án Condotel ký hợp đồng thuê mua và khởi công từ 2015 nhưng đến nay vẫn chưa được hoàn thiện. Và dự án cuối cùng chính là Metro Star, mở bán 2018 nhưng đến nay vẫn chỉ xây dựng được tầng 1. Metro Star là dự án có vị trí rất đẹp, nhất nhì cung đường Sông Hành thuộc quận 9 cũ, lại nằm ngay trạm dừng Metro số 10 và có cầu bộ hành kết nối trực tiếp nhà ga Bình Thái đã được phê duyệt và đang thi công. Cho nên đây là vị trí giá trị về tương lai và dự kiến bất động sản nằm ở đây sẽ có mức tăng trưởng rất tốt. Nếu anh chị đã từng đi qua các nước phát triển như Singapore thì các bất động sản ở gần các tuyến metro thường được quan tâm rất cao. Bất động sản ở những chỗ này thường có giá rất cao, tăng trưởng tốt và cho thuê khai thác cũng rất tốt.